Trong chuyên mục con số mỗi ngày ngày hôm nay thì chúng tôi muốn nói đến con số 3 tỷ đô la. Đây là số tiền mà người Việt chi ra mỗi năm để đầu tư cho việc du học. Con số này do nhóm công tác giáo dục và đào tạo thuộc Diễn đàn Doanh nghiệp Thường niên VBF vừa công bố. Hiện nay thì có hơn 110.000 học sinh du học ở 47 quốc gia. Mức học phí dao động từ 30.000 đến 40.000 đô la Mỹ mỗi năm. Các quốc gia có lượng du học sinh Việt Nam đến học và làm việc nhiều nhất là Úc, Mỹ và Nhật Bản. Số lượng du học sinh đang có xu hướng tăng do nhiều sinh viên muốn có được bằng cấp của nước ngoài để giành ưu thế khi làm việc. Đồng thời hiện nay thì có nhiều nước đã bắt đầu cấp học bổng cho Việt Nam. Một số nước khác có tăng suất học bổng lên, điển hình là Nga tăng từ 400 suất năm 2013 lên 600 suất năm 2014 và dự kiến sẽ tăng lên 1.000 suất vào năm 2020.